Xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay lại với kênh chứng khoán 247 Stock, nơi mà Tuấn đưa ra những chia sẻ về thị trường cũng như là những nhận định thị trường trong các phiên giao dịch hàng ngày và đưa ra kịch bản cho phiên giao dịch tuần tới, ngày ngày tiếp theo. Thì hôm nay thì anh chị có thể thấy là phiên giao dịch ngày mùng 3 tháng 6 thì thị trường tăng hơn 23 điểm, tương đương mức tăng 1,75% và thanh khoản hôm nay đạt mức gần như là kỷ lục với giá trị giao dịch hơn 29.000 tỷ. Thì dòng tiền đổ vào thị trường trong cái phiên hôm nay cũng như là cái giai đoạn tuần vừa rồi, 2 tuần vừa rồi một cách điên cuồng khi mà cứ gần như là bán ra. Đoạn này gọi là bán thì mất hàng mà mua thì sợ. Tại vì sao? Tại vì khi mà sàn lỗi liên tục như này và hôm nay thì cũng vậy, khi mà đầu phiên khớp lệnh cũng có một chút đôi chút là nó hơi khó khăn và giá nhảy không đúng. Thì sau đến khoảng 30 phút đầu thì nó ổn định lại. Và bây giờ thì sàn nó hạn chế sửa lệnh nên là bây giờ anh chị đặt mua thì đặt một giá, khi muốn hủy lệnh để đuổi lệnh thì lại không đuổi được. Mà bây giờ muốn bán đã kê lệnh rồi mà nó không khớp, lại muốn bán khớp luôn thì lại không không bán được. Nên là lệnh nó cứ kê ở đấy, nên là đoạn này rất nhiều nhà đầu tư là mang tâm lý khó chịu khi mà muốn chốt lời vì thấy nó tăng nóng quá, sợ chốt lời thì lại 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 chốt lời thì cứ kệ đấy, nó xuống thì lại tâm lý để mang tâm lý là lo lắng, và khi nó lên nó ăn khớp hết rồi thì lại tâm lý là tiếc, lại sợ mất hàng, tại vì nó tăng lên là nó lại tăng lên đến trần đấy, rất nhiều cổ phiếu như vậy. Nên là bây giờ thì thị trường nó tăng nóng như vậy, dòng tiền thì vào một cách gọi là cứ bán, gần như là cứ bán ra là hấp thụ hết. Thì phiên hôm nay một phiên tiếp tục một cái nến gọi là gia tăng sức mạnh của thị trường sau cái phiên hôm qua. Sau hai cái cây nến cụt đầu còn có áp lực chốt lời thì hôm nay dòng tiền vào mạnh mẽ khiến cho thị trường đóng cửa cao nhất phiên. 1.000 đóng cửa mốc 1.364. Cao nhất phiên là 1.366, gần gần nhất phiên. Và hôm nay VN30 sao? VN50 cũng vậy, một phiên tiền vào rất mạnh. Các cổ phiếu hôm nay trong VN50 gần như là rất nhiều cổ phiếu có giá trần. Giai đoạn từ trước đến giờ thì các cổ phiếu, nhiều cổ phiếu yếu cũng hôm nay cũng vì dòng tiền nó vào quá mạnh, nên là tại vì bây giờ anh chị biết là khi mà thị trường nhiều cổ phiếu tăng nóng quá thì các cổ phiếu chưa tăng thì nó đang gọi là nhiều người kiểu dòng tiền đổ vào để thấy là rẻ thì nó đầu cơ đấy. Thì các cổ phiếu đấy cũng tăng, tăng rất mạnh, tăng thậm chí giá trần hôm nay nhiều cổ phiếu yếu. Giai đoạn vừa rồi thì đoạn này cũng có dòng tiền vào để có nhịp hồi. Thì hôm nay tâm điểm vẫn là dòng chứng khoán và ngân hàng. Hai dòng cổ phiếu gần như là tăng tốc mạnh trong 2 tuần vừa qua. Và đâu đó dòng tiền lan tỏa ra nhiều nhóm ngành hơn, gần như hôm nay thị trường gần như dòng nào cũng tăng, chỉ có một vài cổ phiếu là đây, anh chị nhìn thấy độ rộng thị trường hôm nay nhé. Khi mà hôm nay thị trường có đến tận là 339 mã xanh mà đến 40 47 mã trần. À, chỉ có 75 mã đỏ và 47 mã tham chiếu. Và hôm nay thì đóng góp vào chỉ số tăng thì là MB. MB hôm nay đóng cửa mức giá trần, dư trần luôn. Nói chung là hôm nay dòng phải lâu lắm rồi với cái cổ phiếu MB này, là một cổ phiếu mà được đánh giá mình rất qua nhiều. Bao nhiêu năm đầu tư thì em thấy là cổ phiếu này là một cổ phiếu tương đối nặng, mà hôm nay còn dư trần được thì anh chị biết là dòng tiền nó vào kinh khủng mức như nào. Tiếp theo là Techcombank này, CDG này, BID này, dòng banh gần như là chiếm đóng góp đến 4 cổ phiếu đóng góp kéo chỉ số lên cao nhất. Tiếp theo đến Vic Vinhome, tiếp theo lại là HD Bank này, ACB này, Vietcombank, LB Bank, VIB, OCB, gần như là các cổ phiếu dòng dòng banh hôm nay đóng góp vào chỉ số tăng rất là nhiều. Đan Sen thì có hai cổ phiếu họ nhà Vin và một vài cổ phiếu chứng khoán như SSI này. Đấy, hôm nay đấy, cổ phiếu bao là một cổ phiếu yếu giai đoạn vừa rồi, hôm nay còn bật tăng trần, tăng dư trần. Ở chiều ngược lại thì giảm điểm thì nó ít thôi, một số vài cổ phiếu thôi, thì đâu có trụ là Masan này,
FPT thì sau khi chịu cổ tức và tăng mạnh rồi thì có áp lực chốt lời thì không có gì cả. Còn lại hầu như là giảm điểm hôm nay chiếm giảm điểm số là hầu như các cổ phiếu mang tính chất là đầu cơ nhiều như FIT này, TSC này, đấy. Còn lại toàn những cổ phiếu gần như không có tên tuổi gì mấy. Đâu đó chỉ có hai cổ phiếu trụ là Masan và FPT thôi. Còn lại gần như hôm nay thị trường tăng rất là nóng, gần như đẩy tâm lý gọi là hưng phấn của anh chị lên đến cao trào luôn đấy. Và hôm nay thì nước ngoài sao? Nước ngoài thì hôm nay bán ròng hơn 1.000 tỷ. Và hôm nay giao dịch của nước ngoài tổng mua và bán đâu đó hơn 3.000 tỷ, nó chỉ chiếm tầm 10% thanh khoản thị trường. Bán 1.000 tỷ này đúng là không 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 đáng ở đâu khi mà dòng tiền đổ mạnh này. Mà hôm nay nếu mà không nghẽn lệnh có khi mà thị trường hôm nay phải lên đến hơn 30.000 tỷ. Anh chị thấy dòng tiền đẩy vào rất mạnh, lệnh lệnh đoạn này khớp còn chậm ấy. Tại vì nhiều nhiều khi mà anh chị kê lệnh xong không hủy được, không sửa lệnh để đuổi lệnh ấy, đua lệnh. Em hay nói là đua lệnh. Hoặc là cổ phiếu bán rồi không hủy được để không bán được ấy, thì hôm nay chắc là thị trường phải thanh khoản cao hơn nữa. Và khi em nghĩ còn tăng mạnh hơn nữa, khi mà thấy tăng mạnh quá thì người ta sẽ bớt bán đi, hủy lệnh bán đi, thì lúc nó lên là sẽ lên rất mạnh. Thì hôm nay nước ngoài vẫn tiếp tục bán Hòa Phát, tại vì Hòa Phát 3 phiên gần đây nước ngoài bán rất kinh khủng, chốt lời. Nhưng mà dòng tiền vào mạnh này có khi Hòa Phát lại tiếp tục tăng thôi, không xứng đáng, không đáng đâu. Tự doanh hôm nay tự doanh hôm nay quay ra bán ròng hơn 200 tỷ. Tự doanh thì hai phiên là 3 phiên đầu tuần vừa rồi mua ròng rất mạnh, và phiên hôm nay quay ra bán ròng. Chắc là tự doanh cũng khả năng là chết đinh tê cộng khi mà mua đầu tuần và đến hôm nay chắc tê cũng ba hàng về bán chốt lời bớt khi đấy thị trường tăng nóng quá. Đấy thì tổ chức trong nước cũng như là tự doanh và khối ngoại thì hôm nay bán ròng, thì nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng là điều đương nhiên rồi. Anh chỉ thấy dòng tiền vào vào quá là kinh khủng, gần như là cổ phiếu nào mà chưa tăng đều tăng hết. Hôm nay thì có một điểm hơi tiêu cực một chút là dòng mini vẫn tiếp tục đang là đang đang khá là tích cực, vẫn là họ nhà anh Quyết, FLC và một vài cổ phiếu khác. Thì sau đây thì em cùng anh chị sẽ đi sâu hơn vào một vài cổ phiếu nhé, gần như thì em sẽ điểm qua thôi. Tại vì đoạn này thì ai cũng có lãi rồi, gần như là em nghĩ chắc là đoạn này lỗ lỗ khó lãi đấy. Tại vì cổ phiếu tăng mạnh như này anh chị mua kiểu gì cũng lãi rồi. Thì bây giờ thì chúng ta nên nên quan tâm vào cách chốt lãi như nào và cách giữ lãi như nào. Thật sự là đoạn này lãi dễ thì anh chị sẽ dễ bị mang tâm lý chủ quan. Và đoạn này thì người cầm hàng thì tâm lý đang hoang mang, tại sao thấy không hiểu sao tăng 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 kinh khủng như vậy. Và người cầm tiền thì đang có tâm lý là không biết là mua nào. Em nghĩ là những người mà thoát ra thị trường cách đây tầm tuần trước hoặc là bán gần như là bán hết ấy, gần như chắc chắc phải sao bị tâm lý nặng luôn đấy, tại vì kéo một cách kinh khủng như này. Nhiều cổ phiếu mà sau 2 tuần khi tăng đến cả 100% luôn đấy. Mà thị trường ngày nào cũng xanh đến tầm 10 20 điểm thì đúng là những người mà bán từ những cái bán kiểu bán hết từ tuần trước khi hôm nay đoạn này mà quay lại đu thì em nghĩ dễ đu đúng đỉnh luôn đấy. Thì em có nói rồi, dù thị trường nó tăng mạnh như nào thì anh chị nên hạ tỷ trọng thôi, giữ tỷ trọng một cách an toàn, và ít nhất là mình phải có cổ phiếu. Thứ nhất là có cổ phiếu thì anh chị nó có thể có cái cảm nhận về thị trường nó tốt hơn, và thứ hai là anh chị có thể theo dõi. Chứ anh chị ở bán hết thì thường tâm lý mình kiểu buông thả, mình thoải mái thì mình coi như là mình tâm lý nghỉ ngơi mà mình đầu tư gì nữa. Thì lúc đấy mà anh chị bán hết rồi mà anh chị thấy tăng tăng nóng quá mà muốn quay lại thì đến lúc đấy thì dễ là thị trường lại tạo đỉnh, mua đúng đỉnh đấy, hầu như là vậy. Còn thường mà gần như là bây giờ kể cả bây giờ chứng khoán đang kênh đầu tư với lại dòng tiền mạnh như này, bây giờ ví dụ mà anh chị bán chốt lời bây giờ chuyển sang kênh đầu tư khác thì em chắc là cũng chẳng có kênh đầu tư nào còn nữa, tại vì bây giờ bất động sản thì đóng băng rồi, vàng thì cũng đang giảm rồi sau khi mà
tăng mạnh vào đầu tuần. Tiếp theo nữa là tiền tiền điện tử thì đã tạo đỉnh cách đây, có xu hướng là tạo đỉnh cách hoặc là và dòng tiền thoát ra cách đây tầm phải 2 3 tuần trước đấy. Thì liệu còn kênh đầu tư là hấp dẫn hơn và có thể hấp thụ được mà thanh khoản nó nhanh như kiểu ví dụ chứng khoán thì anh chị đầu cơ kiểu tầm 1 2 tuần mình rút tiền ra dễ hơn là bất động sản, thì thường thì thanh khoản nó cũng chậm hơn một chút nên là bọn này rút ra để đánh nhanh thì cũng khó có kênh đầu tư nào có thể đáp ứng được cái nhu cầu này ngoài chứng khoán. Thì em nghĩ nếu mà thị trường sắp tới mà sửa được cái nghẽn lệnh này khi thị trường có phải thể lên tới tầm 35 thậm chí 40.000 tỷ vì dòng tiền vào quá là mạnh. Thì bây giờ em cùng anh chị sẽ điểm qua một số dòng cổ phiếu nhé. Đầu tiên là sẽ là dòng banh. Dòng banh thì thật sự là tăng tốc rất là mạnh rồi. Thì em có nhắc trong các video vừa rồi là có Techcombank thì hôm nay nó cũng tăng nốt rồi, thì nó cũng hết điểm mua rồi. Thì chắc là cổ phiếu banh bây giờ thì em chỉ nói đến những cái target mà anh chị có thể canh hạ dần tỷ trọng ở các vùng đấy thôi. Gần như là các cổ phiếu bây giờ nó cũng tăng tương đối nóng rồi. Điểm mua thì chắc chắn là không còn nữa rồi. Thì bây giờ đầu tiên em sẽ điểm đến Vietcombank nhé. Vietcombank thì đang tiến sát vùng đỉnh cũ thì nó áp lực. Thì target của Vietcombank thì em nói rồi là vùng 115, 120. Thì trong cái giai đoạn vừa rồi thì Vietcombank chưa tăng, cũng như là nó đi gần như là đi ngược với các cổ phiếu dòng banh. Đấy, thì đoạn này nó tăng thì có thể là các cổ phiếu dòng banh nó cũng sẽ tăng cùng. Tại vì tiền nó vẫn vẫn đang vào tương đối là mạnh. Đấy. Thì Vietcombank target như vậy nhá. Anh chị canh những mua chốt lời có mua mới thì không. Cổ phiếu dòng banh thì bây giờ gần như là không còn, tất cả các cổ phiếu đều không còn cổ điểm mua mới rồi. Nên em chỉ nói đến vùng chốt lời thôi nhá. Đối với Vietcombank là một, tiếp theo là BID. BID thì nó đang tiến sát cái vùng này, vùng đỉnh cũ đây. Thì áp lực hôm nay đến cột đầu thì ngày mai nó bứt thẳng qua vùng này thì anh chị có thể mua thêm nhé. Mua mới thì nó hơi rủi ro. Target là vùng 55, 55, 58. Còn anh chị nào thích mua mới bit thì quản trị với nó và mua ít thôi. Ví dụ anh chị nào đang cầm 100% tiền mặt thì em nói rồi cách giải ngân như nào thì mỗi phiên bây giờ anh chị chỉ nên giải ngân 20% thôi, 20 thậm chí 30% ít thôi, không nên giải ngân hết toàn bộ một phiên. Tại vì sao? Anh chị nên đợi hàng về, ví dụ mình giải ngân thêm để có ví dụ có một cái gì đó nó xảy ra thì anh chị cũng có phần lãi kia rồi, anh chị bán được luôn. Còn cái phần kia thì mình có thể là chấp nhận lỗ. Thì thị trường em nói rồi, nó mua đỉnh thì không bao giờ chết đâu. Để mua đỉnh ít nhất thị trường như này nó phải, mà tiền mạnh như này ít nhất nó giảm thì nó phải tạo 2 đỉnh xong bắt đầu nó mới giảm, thậm chí là 3 đỉnh 4 đỉnh luôn. Còn nó để thị trường tạo một đỉnh mà rơi một mạch thì tương đối khó đấy. Vào đoạn này mà tiền mạnh này bảo anh chị cẩn thận hay tạo thị trường tạo đỉnh hay là sắp sắp có biến động gì mạnh thì nhiều người nghĩ là không tin đâu, nhiều người nghĩ là kiểu là, nhưng mà thật sự là khi mà nhiều quá nhiều tin tốt cũng như là thị trường tăng quá nóng thì đến khi mà nó tạo đỉnh một cách cũng rất bất ngờ, nên là lúc nào cũng nên cẩn thận. Thật sự anh chị tham gia thị trường mà trong 1 2 tuần vừa rồi, 2 tuần vừa rồi thôi, em nghĩ nhiều anh chị chỉ cần là chọn đúng cổ phiếu thì chắc lãi 3 40 năm thậm chí 50% trong 2 tuần luôn đấy. 2 tuần vừa rồi, cái tuần này thì em nghĩ là với cái dòng tiền mạnh này thì ngày mai vẫn tiếp tục là một phiên xanh điểm thôi. Mà tuần này mà xanh điểm mà gần như là kéo mắc nến ấy thì đâu đó cũng cũng có một chút rủi ro, dễ dễ khả năng là có thể là tạo đỉnh cao trào nên là cũng cũng nên cần phải cẩn thận. Ở giai đoạn này là vừa rồi, hạ tỷ trọng đủ rồi thì bây giờ cứ yên tâm ngồi đợi, cứ lên là mình chốt lời dần thôi. Mỗi ngày bán 1 phần 3, 1 phần 4, cổ phiếu nó mạnh thì bán 1 phần 4, mạnh 1 phần 5 đấy. Còn đoạn này nói chung là anh chị cầm tiền này nói chung là tâm lý ấy, khá là khó chịu và gần như chắc bị trầm cảm luôn. Trầm cảm vì cầm tiền đoạn này vì tăng quá nóng. Bit target là vùng 55 nhé, 55 58. Tiếp theo là LB Bank này, LB Bank thì target 35. 35 38. Hôm nay trần thì chưa dư thì chắc là anh chị hạ bớt thôi. Đấy. Những phiên trần này bán biết bán bớt
Techcombank. Techcombank là cổ phiếu em có nói rất nhiều. Techcombank khi mà hôm nay phiên bật này, mai em nghĩ là mai là tiếp tục phiên tăng tốc đấy. Tại vì thường phiên bật như này mà các cổ phiếu bank kia tăng tốc thì khi mà nó mở chen. Và đoạn này là nền dốc lên nó tương đối giống cái đoạn của việc con mà LB Bank, nhưng mà LB Bank thì nó có nhiều, thứ nhất là nó nhẹ hơn tại vì gần như là Bầu Thụy thay đổi cổ đông lớn mà cái hàng gần như là cầm hết rồi, nó không không còn còn trôi nổi quá nhiều. Và thứ hai là LB thì nó chưa có đoạn tăng tốc, còn còn Techcombank thì nó cũng có đoạn dưới này rồi, nên đoạn này có thể là nó sẽ không thể mạnh bằng. Nhưng mà target của của Techcombank thì em có target là vùng 58-60 nhé. Anh chị có thể canh vùng đấy cho lời dần. Nào VBank. VBank thì em có target là vùng 72-75 thì vẫn giữ nguyên nhé. Anh chị canh vùng đấy hạ dần tỷ trọng. Hôm nay cũng là một phiên mà vol của VBank tương đối lớn. Phiên bật. Mà thanh khoản lại không không à, mà đá tăng lại không mạnh lắm, chỉ có 0,57% thôi mà vốn tận đến nó những gần 60 triệu, năm hơn 59 triệu. Nên là đoạn này nói chung là VBank hơi khó nghĩ một chút. Tại vì vốn nó rất lớn mà lại không không tăng nhiều, nên là anh chị kỷ luật nhá. Mua anh chị, em nói thì mua những nền dưới này ít nhất nó bò bò từng phiên vậy, ít nhất lại tầm 4-5% đấy. Nên đoạn này nó thủng 666 thì anh chỉ bán hết nhá. Target em có rồi. VIB. VIB thì một cổ phiếu khá bao cung, thì đoạn này tăng tốc chắc nó cũng sẽ lên được tầm đang tăng tốc thì đoạn này chắc sắp tới là vùng 75 80. Đấy. Trước mắt sắp tới phiên ngày mai là vùng 75 76 này, 76 này. Tiếp theo đến 80 nhé. STB. STB thì hôm nay một phiên đầu phiên tạo gap và về lấp xong rút chân lên. STB thì target là vùng 33-35 nhé, thì đoạn này chắc nó còn một nhịp tăng tốc nữa. Mua mới thì chắc em nghĩ không mua được. Còn nếu mua mới chắc nó phải tạo một nền đây xong rồi hết tuần này tuần sau nữa đi ngang đây thì mới may ra mua được, mua điểm mua an toàn và vô nó mức mức như phiên hôm nay thôi. Đấy, thì ok. ACB. ACB thì giai đoạn này tăng tốc khi mà sau khi tin ra cổ tức tăng rất là mạnh, vượt ra khỏi dãy Bollinger Band này luôn, thì có thể là sắp tới vài phiên nữa nó sẽ đi ngang để đợi nó thu hẹp dần, hoặc nó sẽ điều chỉnh để nó quay lại vào cái band, xong bắt đầu nó sẽ bám band tăng tiếp. Tại vì thường cổ phiếu nó bay ra khỏi band thì thường xu hướng nó sẽ đi chậm lại để đợi band nó mở ra và nó bám sát vào đấy. ACB thì không phải là cổ phiếu mà mang tính chất đầu cơ quá mạnh nên nó không phải phi kỹ thuật. Thật ra thì đoạn này tiền nó vào quá mạnh nên nhiều cổ phiếu gần như là nó tăng một cách gọi là phi kỹ thuật luôn ấy. Cơ bản thì nó tăng so với mức gần như là BE với các kiểu thì nó cao. Nhiều anh chị giờ khách hàng mới tham gia thị trường hỏi em BE thấp thì cổ phiếu mua bây giờ cứ chọn cổ phiếu BE thấp mà mua à em. Thì em cũng chia sẻ thật sự là bây giờ cổ phiếu BE thấp chính mà dòng thị trường bây giờ đang đang trong mức tăng tốc này chứng tỏ cổ phiếu đấy dòng tiền nó không vào, gần như là các cổ phiếu yếu. À, tiếp theo một cổ phiếu nữa là một số bank nhỏ đi, Nam Á Bank này. Nhỏ thì em có nói rồi, mấy cổ phiếu nó tạo đỉnh cao trào này chắc nó giật thêm một lần một nhịp nữa rồi rồi điều chỉnh thôi. Tôi ghép của Nam Á ra vùng 28 nhé, 28-30. An Bình cũng là vùng 28-30 nhé. Kiên Long Bank có vẻ tương đối yếu. Cái tiếp theo là vùng 30, 30-32 này.
cứ lên bị áp lực này chắc không lên được mạnh nữa. RVB thì điển hình của mô hình tạo đỉnh cao trào thôi. Chắc đoạn này giật lên chắc tạo hai đỉnh đây rồi điều chỉnh thôi. Đây chỉ cẩn thận nhé, cổ phiếu này không nên mua mới. OCB này. Trần luôn, tiếp tục tăng tốc. Cổ phiếu này khá đen nhưng mà đợt này thì dòng tiền mạnh quá hết đen luôn. Cổ phiếu đen thì em nói rất nhiều, tại vì lên sàn thì âm luôn 20%. Anh chị cứ theo dõi xem giai đoạn trước con này cứ bật là thị trường điều chỉnh. Đoạn này thì tiền mạnh quá thì không điều chỉnh nữa. Tăng tăng bù lại phần trước. Chắc target tiếp theo của cổ phiếu này là vùng 33 35 nhá. Anh chị lên hạ dần, lên đây vùng này hạ dần. MSB. Mà em không làm phiên ta. Target tiếp theo là vùng 30, 30 33. STG. Tin. Tin này phiên bật lại. Target tiếp theo là vùng 55 nhá, 55. 55 58. Thì sau dòng banh thì đến với dòng chứng khoán, thì dòng chứng khoán thì cũng hết điểm mua rồi, gần như tăng rất mạnh. Chứng khoán thì đầu tiên phải nói đến VND. VND thì em bảo rồi, đoạn này giai đoạn tăng tốc mà, anh chị cứ yên tâm, kiểu gì nó sẽ tăng. Thì nhiều anh chị cũng bảo em là VND đoạn rồi SSI này, VCI này, thậm chí là HCM tăng mà nó cứ đi ngang đoạn này. Thì em bảo rồi, anh chị yên tâm, VND là một cổ phiếu mạnh, cái giai đoạn mà cả dòng chứng khoán điều chỉnh nó lại đi ngang. Đấy. Nên là nó là cổ phiếu mạnh nên là kiểu gì nó cũng sẽ chạy thôi. Nó cũng sẽ có nhịp tăng tốc nữa. Đấy thì đúng rồi, đây đoạn này tăng tốc trong vòng 3 phiên chuyển sang HX 10%, đoạn này tăng một phát luôn. Anh chị có thể thấy này. Lợi nhuận của đây. Trần 33% trong vòng 4 phiên. 5 phiên. Đây mua từ cây này, 5 phiên đến hơn 30%. Mà với cái dư địa dư trần này ngày mai lại tăng tiếp, chắc phải đến hơn 30%, gần 40%. Đấy, một giai đoạn tăng tốc. Thì ta cái tiếp theo thì vùng 65, 63, 65. SSI này. Đấy. Hôm tạo gáp chưa thầm lấp luôn. Cái khả năng với lại nó xa đỉnh, xa cái bắt đầu gần xa cái đường giải Bollinger Band này thì có thể nó sẽ chậm lại, sẽ đỏ chỉnh hoặc là đi ngang một chút, một hai phiên này xong bắt đầu chạy tiếp để nó đợi cái band của Bollinger Band mở kịp ra. HCM hôm nay vậy bật lại rồi. Thế cái tiếp theo là em nói rồi, mùng 45 nhá. VCI. VCI trước cái target 80 thì sau thì nó chạm vùng này rồi và xung lực vẫn mạnh, thì em bảo là vùng 85, 85, 88 nhá. Thì anh chị canh vùng đấy chốt lời dần. Hôm nay cũng là phiên hàng lớn nó về bật lại. Tiếp theo thì đến với một cổ phiếu nữa là SHS. SHS hôm nay tương đối tăng đến gần trần và sau đó bị bán cụt đầu, áp lực chốt lời tương đối mạnh. Thì SHS ở hàng Hà Nội đây là nó không bị nghẽn nên là giao dịch khá là mượt. Đợt này pha tăng tốc của nó rồi. SHS thì em nói rồi, target là vùng 45 mà. Hôm nay gần lên đấy thì áp lực 43, 45, 45. Đợt này là target 45 đấy, 45, 48. Thì mai nó bật lên vùng đấy, vùng 45 đấy chị canh chốt nhé. Hạ dần. Số cổ phiếu nhỏ hơn như của BVS này tăng rất mạnh. Đấy. Target là vùng 33-35 nhé. MBS cũng vậy, target 33-35. AGR này. Cổ phiếu này chạy sau chắc là sẽ bù, nó sẽ tăng bù và nó bật ra khỏi giải Bollinger thì có thể nó sẽ quay lại thôi. Tiền vào quá mạnh, gần như là cái đoạn đận rồi cổ phiếu này đi ngang và bây giờ mới vượt đỉnh.
thì đoạn rồi nó không tăng được thì đoạn này có thể sẽ tăng bù lên vùng 16, thậm chí 10, 18, 20 nhé. CTS cũng vậy, dư trần CTS 25 nhé, 25, 28. FTS thì không phải nói, một cổ phiếu gần như là tăng mạnh nhất trong trong chứng khoán 100%, hơn 100% rồi đấy, từ cái nền này, nền kéo dài đâu đó. Để xem một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một mười hai mười ba mười bốn, 14 tuần tương đương với hơn 3 tháng rồi, tạo một nhịp tăng 100%, hơn 100%, kinh khủng. Đoạn này tích lũy lại nền ngắn này là điểm vào gần như là cuối, cũng là quá rủi ro rồi này, khi mà tăng từ đây đến đây 40%. RS thì thôi không có điểm vào, nhưng mà cổ phiếu này được cái nó chưa bung vol nên khả năng vẫn thể tăng tiếp được, tại vì nó lên nhỏ vol rất là nhỏ, gần như tăng 100% này gần như không ai dám đu vào đoạn này rồi. Đây, nó chưa bung vol thì cần một cây bung vol kiểu này thì có thể là sẽ tạo đỉnh nhá. Thì FTS anh chị có theo dõi rồi, chốt dần thôi, hôm nào bung vol thì bán. Anh chị hãy theo dõi xem những cổ phiếu bắt đầu mà đoạn đỉnh mà nó vol càng lớn càng càng rủi ro càng nhiều. Nó ra các cổ phiếu nó lên mà vol nó càng bé dần thì gần như là sự đu bám nó không có. Gần như bây giờ lái kiểm soát hết rồi. Vol này gần như là lái tạo ra. Không có vol luôn. Vol tổng cộng góp lệnh có 700.000. Đấy. Đến với dòng chứng khoán thì em đi qua hết rồi. Thì bây giờ đến với dòng tiếp theo là dòng bất động sản. Bất động sản thì hôm nay có sự quay lại của đất xanh này. Đấy. Bật trần nhưng mà áp lực chốt lời. Target em nói là vùng 30 mà 30 33 thì chắc mai nó đạt được thôi, thì anh chị cũng canh hạ dần nhá. Tiếp theo là EGC này. Đấy, phiên trần tiến đúng sát đúng cái vùng đỉnh cũ rồi luôn. Có thể nhé, có thể EGC nó sẽ tạo mô hình cốc tay cầm này và test lại một nhịp, họ đi ngang đây xong bật tạo mô hình cốc tay cầm, còn nếu tăng luôn thì thôi. Anh chị có thể theo dõi để ý EGC nhé. Đây có thể là nó sẽ chỉnh lại nhẹ đây. Đấy, chỉnh lại đây, xong bắt đầu bật tiếp tạo mình cốc tay cầm thì nó tạo đây, khi nó mua là mua hai nó sẽ đi ngang đây xong bật, còn nếu nó này tăng thẳng luôn thì thôi, tăng tốc mạnh luôn rồi không có điểm vào rồi. Tiếp theo là đích, đích theo nói rồi tiến lại vùng đỉnh cũ này, xung lực này không vượt được rồi, chắc phải đi ngang đây thôi. Trong cái phiên này thì em bảo là nếu mà nó không, hôm nay nó không đóng cửa trên 32.8 nên là anh chị nên nên chốt chốt bớt, khi nào nó bật bật 1/3 khi nó bật lại thì mua lại sau, ok không sao cả. Target của đích thì em cũng thường đến là vùng 35 35 38. Hà Đô này. Hà Đô thì đang hồi lại vùng rồi đấy, vượt cái cản này thì bắt đầu với bắt đầu quan tâm lại canh mua mới rồi, bật lại khả năng nó sẽ về vùng này điều chỉnh đấy. Mai thì mai phiên hàng lớn về nó bật, nó sẽ bật đây đấy. Tăng từ đây lên đây là tầm 3,4 thế thì ngày mai nếu Hà Đô vượt vào 48 thì anh chị có thể mua mới rồi nhé, đối với Hà Đô nhé. Hà Đô ngày mai trong bất động sản của Hà Đô nếu mà ngày mai nó vượt 48 thì anh chị có thể mua mới được, mua tầm 20% rồi. HDC, HDC thôi. Target tiếp theo là vùng 55, 55, 58.
BDR. BR thì đoạn này nó bò lên thì yên tâm, BR cổ phiếu mạnh thì nó còn nhịp tăng tốc nữa, target là vùng 85 nhé, 85 90. Mua ấy thì nó qua điểm mua. KDH. KDH thì có thể là đang đoạn này đang nếu mà nó cứ biến hẹp này tạo nền dốc lên này. Có thể nhá, còn nếu mai bật luôn thì thôi không nói gì cả. Thế nên nó có thể là sẽ tạo nền dốc lên thì có thể theo dõi được. Bất động sản thì nó cũng chưa tăng tốc quá nhiều, một vài cổ phiếu mới tăng là đất xanh thôi chứ còn HTC thôi, chứ còn thật ra bất động sản này chưa tăng tốc nhiều thì có thể kỳ vọng vào nhịp sắp tới. Nó cũng tăng mạnh rồi nhưng mà nó chưa 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 tăng tốc. Nam Long, Nam Long mai phiên hàng lớn về nhé. Ôi, target là vùng ở 43 45. Nhà Từ Liêm. Nhà Từ Liêm thì đang hồi lại thôi. Và lại vùng này thôi. Vùng này kẹt, kẹt tương đối nhiều. Nên là khi để vượt khỏi vùng này em nghĩ tương đối khó, tại vì nó bị hấp thụ vô đoạn này bật mạnh lớn này. Nó còn đi ngang đây, nó thủng nền nền sâu này thì khả năng để nhà nhà Từ Liêm mà vượt được cái vùng đỉnh này tương đối lâu. Tiếp theo là một cổ phiếu nữa, bất động sản Novaland. Novaland thì em nói rồi đây, đoạn này anh chị nào thích mua khi nó thích nền này em có điểm hôm trước đấy. Nhưng ngày này anh mua được target vẫn là vùng 150 155 thôi. Tiếp theo là đến với bất động sản công nghiệp thì hầu như là yếu rồi. SAC này đang hồi này, KBC không ạ, bất động sản công nghiệp yếu, DID gần như yếu không, IDC nhịp đánh T cộng này. Em có điểm trước rồi đây, đấy tay hát vùng này 41 này, 41 41 415 này, với 45 thì anh chị có thể cao hơn là 48 50 đấy. Còn như dòng bất động sản công nghiệp nó yếu, nó không, nó chưa có tín hiệu gì có dấu hiệu quay trở lại được đường đua, chưa 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 thoát được trên giảm trừ một vài cổ phiếu như IDC SSC hồi phục trở lại thôi. Tiếp theo sau dòng bất động sản thì nói chung là có một vài cổ phiếu để theo dõi được, có thể là có điểm mua nếu mà nó vượt đỉnh như cái Hà Đô chẳng hạn, thế chị có thể lưu ý nhé. Tiếp theo thì sang một dòng nữa là dòng dầu khí, khi mà giá dầu đoạn này tăng tăng trở lại thì một số dòng dầu khí cũng cũng có dấu hiệu. Đầu tiên nó là BVS là cổ phiếu mạnh nhất thì hôm nay đã được chốt lời vốn cũng gọi là tương đối lớn, thế này có thể nó sẽ đi ngang chững lại vài phiên ở đây. Thì em nói rồi, khi nó thoát ra khỏi Bollinger Band thì thường nó chắc nó phải đi, nó phải chững lại để nó kịp mở band ra mà chững lại một vài phiên. BSR cũng vậy nhé, khi vượt đỉnh thì nó điều chỉnh lại, test lại xong bật lên và nó cũng đang xu hướng chắc phải đi ngang đây một hai phiên. BD thì hồi lại yếu. BT thì trông chạc nó hơi lỏng lẻo, nên là nói chung là trong dòng dầu khí thì chỉ có BVS và BR đang mạnh nhất. Trong VN10 thì có gas, gas thì hôm nay tạo gas thì có thể ngày mai về lớp này thì ta gas thì em có ta gas là kỳ vọng lên vùng này là vùng 95, xa nữa là vùng 100 đối với gas. Thì anh chị có thể đợi khi mà cổ phiếu này hàng lớn về là thứ hai nhá, nếu nó về nó test lại vùng này rồi nó bật bật lại lên thì mình sẽ mua nhá, target vùng 95 nhá. Ăn ngắn nó T cộng rồi, tới những nhịp đấy nhịp mua sau rồi, không phải điểm mua đẹp bên T cộng rồi, 5 8 10% bán. BLX là một dòng cổ dòng khá y buồn quay lớn mà không bật được,
Bên đấy thì có thể kỳ vọng nhưng mà nó yếu, nó không bật được, dòng dầu khí chạy mà nó vẫn đi ngang, giá dầu tăng mà nó, giá dầu giá xăng tăng mà nó không tăng được. Thì cổ phiếu này chắc nên cơ cấu, không nên cầm tỷ trọng quá nhiều con này. VVC, VVB. Hầu như xu hướng cũng đang hồi phục lại thôi. Dòng dầu khí các mã khác còn lại có BVS với BSR vượt đỉnh rồi. Còn lại là các cổ phiếu khác thì nó đang hồi lại, nó yếu. Tiếp theo thì đến với một dòng cổ phiếu cuối cùng, đó là dòng Blue. Blue bây giờ thì sao? Blue bây giờ thì có FPT này, hôm nay điều chỉnh này, đoạn này tương đối lớn này. Nếu ngày mai nó không bật lại được thì hôm sẽ FPT tạo đỉnh ở đây để điều chỉnh về những cái đoạn vùng 80 giật lên trong đấy. MWG bây thì yếu rồi, bỏ qua. BNG có thì nên cơ cấu nhá, BNG đang đi ngang đây. Thì BNG thì chắc là sẽ tích lũy thêm một tuần đây đấy, thì thành 2 tuần tích lũy sang tuần thứ ba là tuần sau thì có thể canh mua được, canh mua thăm dò nhé. Target của BNG là vùng 105 110, tại vì đoạn này nó tích lũy lại vốn khá cạn. Ok, chưa có gì là quá xấu quá, có thể mua được cái nhịp, đợi nhịp tăng tốc nữa. Tiếp theo là Vinhome. Vinhome thì đoạn này phải đợi vượt 106 mua mới được đối Vinhome. Vick thì yếu rồi, chưa hồi lại được. VRE cũng vậy, nói chung là họ nhà Vin rồi, còn Vinhome có thể kỳ vọng kéo nhịp tới đó. Các cổ phiếu kia yếu quá. RE thì khi mà nó rơi khỏi vùng này nên bán nhá, vùng này bật lại hồi phục lại. Masan, Masan điều này khá yếu, khi điều chỉnh trở lại đây. Nói chung Masan nên có thủng khi phiên đèn đỏ thủng MA20 để nên bán rồi nhé. Masan thì không nên mua, đợt này chưa đến điểm mua được. Qua một chút dòng thép này, Hòa Phát. Hòa Phát thì sau về trước thì đoạn này khá là mạnh, phiên hàng lớn về hấp thụ ok, thì có thể là nó sẽ tạo một cái nền trên ở đây. Đấy, biên 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 hẹp này, để theo dõi nhé. Nếu mà nó tích lũy thêm một tuần ở đây thì có thể ok thăm dò được, thì nó là gọi tầm coi như là nếu một tuần nữa thì là 2 tuần, coi như 2 tuần tích lũy đi của Hòa Phát thì bắt đầu có thể canh thăm dò được. Còn nếu mà đoạn mai nó bật vượt luôn thì thôi, đoạn này thì thôi hết điểm mua rồi đấy. Mang xe này thôi, mang xe này hết rồi. Làm kim cũng vậy, đoạn này phá tăng tốc. Còn lại các cổ phiếu thép khác thì em sẽ không nói nhiều nữa, tại vì lý do là sao thì em đã nêu rất trong tất cả các video rồi. Được. Tiếp theo đến cái phần 2 của video này là phái sinh. Thì trước khi đến phái sinh thì anh chị nào có câu hỏi nào về cổ phiếu cũng như là thắc mắc gì thì comment bên dưới nhá, thì có gì thì tí nữa em sẽ trả lời sau. Xin thì sao? Thì trong cái buổi qua hôm nay thì em bảo thị trường nó sẽ tăng và vùng kháng cự tâm lý là vùng 1.500 điều, thì hôm nay nó vượt qua rồi, thì chiến lược ngày mai thì sẽ như thế nào? Thứ nhất, nếu nó đi ngang ở đây thì sẽ bắt đầu trong vòng phiên sáng tầm sau bắt đầu
Để sau đến tầm 10 rưỡi đi, buổi sáng 9 rưỡi, bắt đầu từ 10 giờ hơn trở đi, anh chị theo dõi nhé. Tích lũy ở đây vẫn ok, nó vẫn dựa ở vùng giá quanh đây. Thì sẽ mở bỏ vị thế long, có thể ngày mai nó sẽ test lại 1.500, ok, cho test lại đây. 1.500, nó cứ đi ngang ở vùng này 1.500, 1.505 hoặc 1.504 được. Đấy. Nói chung biên càng hẹp thì nó càng ok. Tích lũy đều ở đây. Đến 10 rưỡi mà nó vẫn giữ ở vùng này, thì anh chị đã mở vị thế long rồi em nhé. Thì target nó sẽ hướng tới là vùng 110, 1.520. Đấy. Thậm chí là 1.530, 2530 đấy. Thì 20 thì nó tại vì em tính là kể nếu thị trường nó có lỗi thì nó cũng sẽ lên ở vùng này. Còn nếu mà thị trường mà nó ok như hôm nay thì có thể sẽ lên cao hơn. Đấy. Còn cái bản thân là sao? Buổi sáng. Tại vì thường thì mình sẽ bị ảnh hưởng ở thế giới phái sinh, nó hay bị ảnh hưởng thế giới tầm 30 tầm 45 phút đầu. Nếu có thế giới mai ví dụ tối nay đỏ thì mai tiệm bắp đến đây. Sau nó rũ một nhịp có thể quay lại test cái vùng này, vùng ở 1.149, 1.493, 1.495 nhá. Xong đó bật lên nhá. Đấy, test lại vùng này. Thì sẽ là canh lo. À, đoạn này thì nếu nó thủ 1.500 thì sẽ ăn những nhịp ngắn, thứ nhất là về đây mình sẽ bắt đầu xem nó áp lực nào, áp lực vẫn còn mạnh tiếp thì sẽ vùng tiếp theo là đây vùng ở 1.488 à 1.000 ừ đúng rồi 1.488 1.480 đấy, đấy là hai target tiếp theo. Còn nói để mai thủng 80 thì em đánh giá tương đối khó khi mà dòng tiền nó còn đang rất là mạnh như này. Đấy là vùng tiếp theo nhá. Còn nếu nó dụ đến vùng này, có thể nó đạp sâu hơn một tí xong nó rút chân lên. Nó rút chân đây, bắt đầu mở vị thế long. Nếu mà nó đạp mà rút chân lên được thì khả năng nó vượt vùng này thì nó sẽ xung lực mạnh hơn, có thể lên vùng 30 nhá. Nếu mà dụ xong nó lên thì nó sẽ lên mạnh hơn. Ví dụ như hôm đây tức là để nhá, rũ cũng nhiều này lên này, thấy mẹ không? Thì ở này có thể nó rũ sâu về đây đấy, sau nó lên. Còn nếu mà nó đi ngang kiểu này thì sẽ bật lên, xung lực nó sẽ không mạnh hơn, tại vì đi ngang tích lũy thì nó có sự đu bám mà. Nên là kịch bản phái sinh là như vậy. Nên là anh chị có thể, nói chung là thị trường thì tuần này em vẫn view là thị trường vẫn tiếp tục đà tăng và nó chưa mất trend tăng, nên là đoạn này để vị thế short mang được nhiều và tương đối khó, nên là vị thế short vẫn là nên ăn ngắn và canh ưu tiên các vị thế long khi mà nó về các vùng hỗ trợ, nhất là những vùng hỗ trợ cứng như này vùng 80 đấy, 80 85 quanh vùng này biên 80 80 83 đấy. Còn đây là những hỗ trợ về tâm lý cũng như là hỗ trợ. Thì đấy, thì phái sinh kịch bản là như vậy. Nói chung là vẫn vẫn canh lo và khi về các vùng hỗ trợ hạn chế sọt sọt, chỉ nên ăn những nhịp ngắn. Còn về nước ngoài hiện tại thì vẫn đang mua dòng bị thế lo. Thì em có nói rồi, khi mà nước ngoài nó bán dòng thì quay trở lại bán dòng thì đương nhiên là nó phải phải mua long để phòng ngừa rủi ro thị trường lên thì nó vẫn có lãi. Thì thật ra thì em nói giải thích luôn, tại vì phái sinh nó là một kênh gọi là phòng ngừa rủi ro. Khi mà thị trường ví dụ anh chị mua sai thì có thể dùng phái sinh, mình mua ví dụ điểm đấy mình thấy rủi ro, mình có thể short phái sinh để cover lại cái phần phần rủi ro đấy. Thì khi thị trường giảm thì tất nhiên là phái sinh giảm rồi thì tài khoản anh chị giảm thì có phái sinh nó cover lại. Còn đây còn anh chị không mua được hàng thì có thể long phái sinh đấy, thì mình cũng có lãi. Thì nước ngoài nó bán thì nó là hay như vậy, bán thì nó sẽ quay lại mua hợp đồng tương lai, mua phái sinh. Thì lũy kế hiện tại thì nước ngoài đang mua dòng đâu đó tầm hơn 3.000 nhé, hơn 3.000 là đúng long. Ok, thì video của em thì cũng xin cũng cũng kết thúc ở đây.
Thì anh chị nào có câu hỏi mà em chưa trả lời kịp thì có thể comment bên dưới nhé, thì em trả lời comment của anh chị. Gần như thì em đi qua chi tiết hầu như các dòng cổ phiếu, tại vì đoạn này thị trường tăng nóng nên em sẽ đi chi tiết hơn là đoạn trước. Vẫn ưu tiên hạ tỷ trọng đến những giai đoạn nóng như này, thì nên các mốc chốt lời, các mốc thì chốt lời hiệu quả nào thì em có nói từng cổ phiếu mốc target và chốt lời từng phần. Và khi nào mà bắt đầu nên bán hết là khi mà cổ phiếu mốc 8, anh chị luôn nhớ em mốc 8% nhé. Ok, còn dòng tiền mạnh này thì anh chị nào cũng kiếm tiền, thì chúc mừng anh chị. Lại một tuần nữa là bữa tiệc của thị trường chứng khoán. Còn anh chị nào vào sau thì hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận với số tài sản của mình. Và không nên quá hưng phấn theo thị trường. Mình chưa kiếm được tiền nên phải đầu tiên phải đặt giữ tiền lên đầu tiên nhé, với anh chị nào mới vào thị trường. Ok. Thì xin chào quý anh chị. Thì em xin phép kết thúc video ở đây. Anh chị nào thì chưa đăng ký kênh thì anh chị đăng ký kênh đi ạ, nếu mà thấy hữu ích. Còn anh chị nào mà đã theo dõi em lâu rồi thì cho em một like với lại chia sẻ để lan tỏa cái video này đến nhiều nhà đầu tư hơn. Thì em có thể ra nhiều video hữu ích hơn gửi đến anh chị, cũng là một phần động lực truyền anh chị truyền cho em. Ok, cảm ơn anh chị, cảm ơn anh chị rất nhiều đã lắng nghe buổi chia sẻ ngày hôm nay. Tạm biệt anh chị. Hẹn anh chị vào các buổi video tiếp theo.